Năm 2024 xây nhà hướng nào tốt? Để đảm bảo việc khởi công xây dựng nhà được suôn sẻ, thuận lợi và vượng khí, ngoài việc xem xét tuổi đẹp làm nhà năm 2024, gia chủ cũng nên lựa chọn hướng tốt cho căn nhà của mình. Phong thủy quy ước tổng cộng 8 hướng, gồm 4 hướng chính và 4 hướng phụ. Mỗi hướng mang một ý nghĩa riêng biệt phụ thuộc vào tuổi của gia chủ. Trong số 8 hướng này, chỉ có 4 hướng được coi là mang lại vận mệnh tốt cho gia chủ và các thành viên trong gia đình. Các hướng còn lại thuộc nhóm xấu và có thể gây ra những rủi ro và may mắn kém. Vì vậy, việc xác định hướng nhà theo tuổi phù hợp là một điều rất quan trọng nếu bạn có ý định xây nhà trong năm 2024. Theo quan niệm phong thủy, nếu chọn được hướng nhà hợp với tuổi gia chủ thì cuộc sống của cả gia đình sẽ phất lên như diều gặp gió, còn chọn hướng không hợp tuổi sẽ gặp phải khó khăn đủ điều. Vậy năm 2024 xây nhà hướng nào tốt, hút tài lộc cho gia chủ? Bạn đọc có thể tham khảo những hướng đại cát khi xây nhà năm 2024 như sau. Hướng Nam, hướng sinh khí, mang lại may mắn, phúc lộc toàn vẹn, làm ăn kinh doanh phát đạt, tấn tài tấn lộc, mọi sự thuận lợi. Hướng Đông Nam, hướng phúc đức, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh làm ăn buôn bán phát triển, gia đình êm ấm có thể vượt qua mọi khó khăn, trở ngại. Hướng Đông, hướng phục vị, nhận được nhiều sự giúp đỡ từ người thân và bạn bè xung quanh. Hướng Bắc, hướng thiên y, trời ban cho sức khỏe và sự che chở, thiên thời địa lợi, tránh được tai ương và mọi sự tai qua nạn khỏi. Bên cạnh đó, một số hướng kỵ khi xây nhà năm 2024 sẽ là hướng Tây, hướng tuyệt mệnh, mang ý nghĩa chết chóc, công việc thất bát dễ gặp trục trặc, mọi việc đều gian nan trắc trở. Hướng Tây Bắc, hướng ngũ quỷ, mang ý nghĩa gặp họa, gia chủ dễ thất bại khi làm ăn kinh doanh, tai họa liên miên, bệnh tật liên tục, tiêu tốn nhiều tiền bạc nhưng làm gì cũng không thuận lợi. Hướng Tây Nam, hướng họa hại, mang ý nghĩa nhà có hung khí, gia chủ có thể gặp chuyện trắc trở, thị phi, tai họa đột ngột, họa vô đơn chí. Hướng Đông Bắc, hướng lục sát, mang ý nghĩa nhà có sát khí, sứt mẻ quan hệ tình cảm nam nữ, xích mích trong gia đình, mâu thuẫn anh em, các mối quan hệ xã hội đều có vấn đề, dễ dẫn tới vạ miệng.